Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013-2018. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số cục thuộc Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, tạo môi trường thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh. Trong 5 năm qua, các điển hình tiên tiến đã phát huy vai trò hạt nhân, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Qua đó đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với chính quyền, nắm và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giai đoạn 2013-2018, toàn tỉnh duy trì 36 loại mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 581 thôn, tổ, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, triển khai xây dựng mới 12 loại mô hình, đề nghị thanh loại 174 điểm mô hình không còn phát huy tác dụng. Giai đoạn này đã xuất hiện hàng nghìn lượt tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được các cấp biểu dương khen thưởng. Qua công tác vận động, nhân dân đã cung cấp 5.442 tin giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ 2.519 vụ, bắt 2.440 đối tượng, vận động 37 đối tượng truy nã ra đầu thú, cảm hóa giáo dục 1.143 đối tượng, vận động nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi 3.586 súng tự chế và nhiều vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm khác. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nghe các điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm, công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả, giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên dương 29 điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều ngày 16 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình quản lý vận hành, tiến độ xây dựng phòng chống thiên tai và an toàn hồ đập trên lưu vực sông chảy. Cùng đi có một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các địa phương Bắc Hà, Simacai và Bảo Yên. Tại huyện Bảo Yên và Bắc Hà, đồng chí Lê Ngọc Hưng và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công tác vận hành, thi công và đảm bảo an toàn hồ chứa tại một số công trình thủy điện trên sông chảy thuộc hai địa phương. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư công trình thủy điện trên khu vực sông chảy tại Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà. Theo báo cáo của ngành công thương, hiện trên lưu vực sông chảy thuộc địa phận tỉnh Lào Cai hiện có 21 dự án thủy điện đăng ký đầu tư với tổng công suất 346,6 MW, trong đó 7 công trình thủy điện đã đưa vào vận hành, 4 dự án đang thi công, 2 dự án đang khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, 8 dự án đang lập hồ sơ bổ sung quy hoạch. Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư các công trình thủy điện đã báo cáo công tác vận hành, thi công, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ tại các công trình thủy điện. Các sở, ngành, địa phương nêu một số kiến nghị, đề xuất trong việc giải phóng mặt bằng, cắm biển cảnh báo lũ, cảnh báo xả lũ, di chuyển dân cư ra khỏi vùng ảnh hưởng của việc dâng nước hồ thủy điện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác vận hành, thi công và đảm bảo an toàn hồ đập của các đơn vị. Trước tình hình mưa lũ diễn biến khó lường hiện nay, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư các công trình thủy điện đã hoàn thành và phát điện cần chủ động trong công tác quản lý, vận hành các hồ thủy điện, đảm bảo phát điện và an toàn cho các vùng hạ lưu trong mùa mưa lũ, rà soát hệ thống thông báo, thông tin về xả nước, cảnh báo lũ, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, xã trong vận hành hồ đập, nhất là cảnh báo xả lũ, ngập lụt. Xây dựng quy chế phối hợp trong vận hành và thi công xây dựng giữa các đơn vị trên cả lưu vực sông chảy. Đối với các công trình thủy điện đang thi công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện đúng phương án thi công, an toàn trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết triệt để công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của các công trình thủy điện, tránh để bức xúc kéo dài trong nhân dân. Sáng nay ngày 17 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia dự án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 85 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.
Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 220 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm khu vực nông thôn theo chương trình OCOP. Đến nay, tỉnh Lào Cai có 48 nhãn hiệu thông thường, 4 nhãn hiệu chứng nhận, 16 nhãn hiệu tập thể, 1 nhãn hiệu địa lý. Sản phẩm tại cộng đồng đa dạng, song phần lớn khó tiêu thụ hoặc chưa được thương mại hóa trong và ngoài tỉnh. Số lượng sản phẩm đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn còn hạn chế. Từ những thực trạng trên cho thấy sự cần thiết phải có một hình thức tổ chức, một giải pháp giúp Lào Cai tận dụng được tối đa những lợi thế riêng, biến những giá trị tiềm năng trở thành lợi thế, một động lực tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn miền núi. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng 4.0, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Lào Cai chuyển mình, phá vỡ các rào cản về không gian, những giới hạn về địa lý, về trình độ để phát triển một cách hài hòa, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. Ngày 16 tháng 8, huyện Sapa đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú tại gia, homestay và ban quản lý du lịch cộng đồng trên địa bàn năm 2018. Thời gian qua, hoạt động du lịch cộng đồng huyện Sapa ngày một phát triển. Đến nay, trên địa bàn huyện có 4 tuyến và 7 điểm du lịch cộng đồng. Trong năm 2017, các tuyến điểm du lịch trên địa bàn huyện đón 250.000 lượt khách với tổng doanh thu đạt 38 tỷ đồng. Tổng số cơ sở lưu trú tại gia trên địa bàn huyện là 174. Bình quân mỗi cơ sở lưu trú đạt mức doanh thu khoảng 140 triệu đồng một năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kế hoạch thực hiện các đề án phát triển du lịch trên địa bàn, chính sách hỗ trợ các cơ sở kinh doanh lưu trú tại gia, chính sách hỗ trợ về kinh doanh du lịch, trình tự, thủ tục xin cấp đất để sản xuất kinh doanh, quy định về tài sản thế chấp vay vốn để sản xuất kinh doanh, các quy định liên quan đến chính sách thuế đối với các hộ kinh doanh lưu trú tại gia. Các đại biểu cũng nêu lên ý kiến, việc phát triển du lịch cần gắn với giữ được cảnh quan ruộng bậc thang, quản lý các tuyến đường mòn, cùng với đó là việc nâng cấp hạ tầng giao thông, xử lý rác thải, thu hút các du khách đến với địa phương. Hội nghị là dịp để huyện Sapa tiếp thu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú tại gia và ban quản lý du lịch cộng đồng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục đã được ngành giáo dục Lào Cai thực hiện tốt trong năm học vừa qua. Năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã triển khai đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học, tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học, phối hợp với các nhà mạng viễn thông tiếp tục triển khai hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin. Hiện toàn tỉnh có 640 trên 646 cơ sở giáo dục có kết nối Internet, gần 1.500 máy tính phục vụ công tác quản lý, 585 phòng với gần 8.500 máy tính phục vụ tổ chức dạy và học. Máy in, máy chiếu cơ bản đảm bảo ở mức độ tối thiểu phục vụ công tác quản lý, tổ chức dạy và học. Ngành giáo dục cũng triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và một số hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý theo hình thức trực tuyến, liên thông do Bộ Giáo dục Đào tạo cung cấp. Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm giáo dục thông minh, lớp học thông minh, mô hình học trải nghiệm sáng tạo STEAM ở một số trường học trọng điểm. Đặc biệt, năm học qua, các nhà trường đã tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối. Cấp trung học cơ sở có 6.318 sản phẩm, cấp trung học phổ thông có 1.365 sản phẩm đưa lên diễn đàn. Trên 91% giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để hỗ trợ dạy học. Năm học 2018-2019, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bảo Thắng có 489 học sinh theo học ở 14 lớp. Trong đó, trên 99% học sinh là con em các dân tộc thiểu số. Năm nay là năm thứ hai trường chuyển đổi mô hình từ một cấp học sang hai cấp học, bao gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đến thời điểm này, các điều kiện dạy và học cơ bản được nhà trường chuẩn bị tích cực để sẵn sàng bước vào năm học mới. Để đảm bảo đủ sĩ số học sinh cho năm học mới 2018-2019, ngay từ cuối tháng 7, nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn làm công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Do làm tốt công tác tuyển sinh nên trong năm học mới này, nhà trường đã tuyển sinh được 70 học sinh khối lớp 6 và 70 học sinh khối lớp 10, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Dao, Tày, Nùng. Mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú 2 cấp được triển khai đã tạo điều kiện để các em tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Tuy nhiên do mới chuyển đổi mô hình nên năm học 2018-2019 này, nhà trường cũng còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất và biên chế giáo viên cho khối trung học phổ thông. Trường của chúng tôi là do nó phát triển thêm cái khối trung học phổ thông cho nên là nó một là cái lớp học là phải học tạm. Thứ hai là nhà ở của các em học sinh là thiếu. Về cái đội ngũ trung học phổ thông ấy, thì vẫn còn thiếu.
Đây là cái khó trong cái việc triển khai cái chương trình. Đấy. Nhất là năm nay là cái năm mà trường sẽ có học sinh thi Trung học phổ thông quốc gia. Đối với các em là học sinh đầu cấp, khi mới ra đây, các em còn nhiều bỡ ngỡ và lo lắng khi chuyển đến một ngôi trường hoàn toàn mới mẻ so với trước kia. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các thầy cô giáo với việc ổn định nơi ăn chốn ở, hướng dẫn các em trong sinh hoạt tập thể, học tập nội quy và truyền thống của nhà trường, nên các em đã yên tâm để bước vào năm học mới. Khi tới đây, em là cảm thấy một điều khác là thầy cô giáo hướng dẫn rất tận tình chúng em. Em đã kết bạn được với các bạn và các bạn đều rất hòa đồng với nhau. Ở đây em cảm thấy rất là yên tâm và rất tự tin học ở đây ạ. Không chỉ dạy kiến thức mà nhà trường còn nuôi dưỡng và dạy các em từ việc sinh hoạt cá nhân tới việc hòa nhập với bạn bè cùng lớp cùng trường. Do xa bố mẹ nên các thầy cô ở đây ngoài việc dạy kiến thức trên lớp còn phải thường xuyên gần gũi để động viên các em học tập, giúp các em quen dần với việc phải sống xa gia đình. Cái buổi đầu tiên khi mà đến trường nhập học tại trường nội trú thì chúng tôi cũng đã động viên các em, hướng dẫn các em tập trung, ăn ở theo phòng và hướng dẫn các em là từ các cái khâu vệ sinh phòng ở, gấp chăn màn, dọn dẹp phòng ở để cho chuẩn bị cho các em một cái phòng ở sạch sẽ, gọn gàng và hướng dẫn các em làm quen với các bạn trong phòng. Qua tâm sự với các em thì thấy là các em nói rằng là cũng hơi nhớ nhà một chút, nhưng có các bạn động viên và các bạn trong phòng là cùng động viên nhau thì các em đã thấy là rất là vui vẻ, phấn chấn khi mà ở môi trường này. Với sự quan tâm chăm lo của nhà nước, sự nỗ lực trong giảng dạy, học tập của các thầy cô giáo và các em học sinh, hy vọng nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học mới 2018-2019. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.